Robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ạc robot và dịch vụ kề thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lựa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình trong một video tiếp theo liên quan đến tựa game Pet. Đáng lẽ là cái video ngày hôm nay mình sẽ đưa tới các bạn những thông tin, gọi là chia sẻ kiến thức để giúp các bạn có thể làm những nhiệm vụ trong cái tựa game này một cách nhanh nhất, một cách thuận tiện nhất. Thì đầu tiên nói về vấn đề nhiệm vụ đi, nhiều bạn vẫn đang lầm tưởng đây là sự kiện, đây không phải sự kiện nha. Đây là nội dung được đề cập tới trong game. Tại sao mọi người nghi ngờ đây là sự kiện? Trong cái phần blog của game, nó ghi một cái câu như vậy: Get the pet, hoverboard and trading boot before they gone. Trước khi nó biến mất, before they gone nè. Nhưng theo những gì mình quan sát, cái shop này sẽ tồn tại vĩnh viễn, nhưng mà nó sẽ theo chu kỳ. Các bạn chơi những tựa game khác của ProBlog thì nó có Season Pass đúng không? Battle Pass. Nó sẽ kéo dài trong từ 1 tháng tới 2 tháng. Thì mình đoán cái shop nhiệm vụ này cũng sẽ như vậy. Chỗ này nó ghi nè, The First Series of Item là cái chủ đề liên quan tới con M10 Prototype. Thì có vẻ đây là cái mùa đầu tiên, cái web shop mùa đầu tiên. Sau 1 tháng hoặc là 2 tháng thì cái trứng sẽ đổi nè, hoverboard sẽ khác nè, boost style cũng sẽ khác nè. Và hệ thống nhiệm vụ của mình cũng sẽ reset từ đầu, thay đổi sang nhiệm vụ khác để các bạn quay trở lại tiếp tục cày cốt kiếm cái point. Đó là theo những gì mình biết. Cũng như cái vấn đề thứ hai trong video review mình chưa đề cập tới, hiện tại trong game bên Hardcore Mode các bạn cũng sẽ nhận thấy chúng ta sẽ có những cái bản nhiệm vụ tương đương nhưng sẽ không làm được. Những cái bản nhiệm vụ này chỉ làm bên Normal Mode mà thôi. Quay trở lại vấn đề tại vì sao mình nói đáng lẽ video này là video hướng dẫn nhiệm vụ. Từ trưa tới giờ mình đăng nhập cứ bị lỗi hoài, bị lỗi kết nối nè, fail to connect. Thì cái lỗi này liên quan tới đường truyền mạng của mình. Nếu bạn chưa biết thì cáp quang biển hiện tại chúng ta vẫn chưa sửa xong, thì nó lại bị đứt tiếp một cọng cáp gì nữa. Không biết là mỗi nhà mạng có khác nhau hay không. Từ trưa giờ mình đang cố gắng đăng nhập 3-4 tiếng rồi vẫn chưa có các bạn. Vậy cho nên mình sẽ dời chủ đề này cho những cái video tiếp theo nha. Thì trước khi quay trở lại nội dung chính của video này, 30 giờ quảng cáo. Trang web robotviet.vn. Các bạn đã biết chúng ta có dịch vụ là mua kim cương đúng không? Mua kim cương, mua hươu, mua trứng lưu siêu. Hiện tại giá kim cương nó cũng ok rồi, nhưng do cập nhật Diamond Mine, kim cương bị tụt giá. Vậy cho nên mình sẽ cố gắng hợp với lại cái bên quản trị viên của web này, xem là có nâng giá kim cương được hay không. Và ngày hôm nay thì bên quản trị viên có liên hệ với mình, nó là bên web vừa cung cấp thêm một cái dịch vụ mua bán tài khoản ProBlog của tựa game Pet. Do là thử nghiệm cho nên hiện tại số tài khoản chưa có nhiều. Thì các bạn hãy kéo xuống đây, chỗ cái phần bán ProBlog nè. Chỗ này có một cái bộ lọc, bấm vô bộ lọc. Cái game các bạn sẽ chọn là Pet Simulator. Thì trên web bán như cao hoàn toàn mới, giá là 72.000. Tài khoản này thích hợp những bạn mới bắt đầu chơi Roblox lần đầu tiên. Nhớ cao này đã được trang bị lên tới chia 7, cái collection của mình ấy, để các bạn người chơi có thể trang bị free to play lên 11 con pet. Mới chơi chỉ trang bị được 4 con thôi. Nếu các bạn mua bằng ATM hay là Momo thì chỉ còn 61.000 ha. Trong cái phần nạp tiền này nè, khi các bạn nạp tiền bằng ATM, mặc định sẽ được bonus thêm 20%. Rồi quảng cáo kết thúc ha, bây giờ mình sẽ quay trở lại với nội dung chính video nè. Với tựa game Pet này thì có những trang Twitter, họ list trước mình không tin, cho nên chúng ta không cần phải nạp tiền. Thì tới ngày hôm nay mình nhận được vài hình ảnh list về con pet mới ha, về con hươu mới, cũng như về những chức năng mới. Con hươu Heroic nhưng được evolve, được tiến hóa, thêm một cái feature gì đó. Và những điều này có xác thực hay không? Thì để làm rõ vấn đề đó, mình quyết định sẽ chi tiền để mua cái gói membership rồi nâng cấp tài khoản của mình trong Discord của Big Game. Tốn 3.99 đô, tức là 4 đô la đi. 4 đô la là hơn 100.000 mỗi tháng nha. Mỗi tháng duy trì cái này các bạn sẽ tốn hơn 100.000. Thì trong cái gói này các bạn sẽ truy cập được vô những cái room bí mật của game của Discord. Đây cũng chỉ là list, nó sẽ nằm chỗ này, The Secret Lab. Chúng ta sẽ có giveaway. Giveaway trong đây có gì ta? Lâu lâu trong game nó sẽ cho chúng ta những giveaway, những con plushie nè, rồi vali nè. Tính ra tần suất giveaway này là một tuần một lần. Cái phần quan trọng nhất ở đây, hãy cùng coi là cái list mới nhất ngày hôm nay nó sẽ có gì nha. Chỉ có developer của game mới được đăng bài viết trong này. Và 90% những cái list này sẽ trở thành hiện thực. Hoặc đơn giản nó chỉ là idea. Nó chỉ là idea, là ý tưởng. Hill Hellrock nhưng nó được evolve. Mình thấy phiên bản này khá là đẹp, khá là ok. Một cái boss tiếp theo của Adam. Adam cũng là một trong những developer của Big Game nha, của tựa game Pet này. Đây là idea nha mọi người, vẫn sẽ còn điều chỉnh trong tương lai. Evolve Hill Machine, một cỗ máy để các bạn thể evolve để tiến hóa những con hill của mình. Looking for nè, và là đang nghiên cứu cho cái ý tưởng này. Thì ý tưởng ban đầu sẽ là chọn 5 con hill để convert nó thành một cái dạng cao hơn, gọi là evolve hill. Ý tưởng này ra đời để giảm tải các bạn, cho chúng ta những con hill trạng thái mới và giảm tải số lượng những con hill đã quá nhiều trong game. Những con hill mới này sẽ cho chúng ta những cái new team, tức là những cái ngoại hình mới và không phải tất cả hill đều có trạng thái evolve của nó, mà trong game chỉ tập trung vào những con common hill, tức là những con hill với số lượng lớn. Ví dụ ở đây mình có hill Heroic nè, hill Cuphead nè, hill Cuphead, hill Pterodactyl. Và khi các bạn chọn những con hill đó ở trạng thái Shiny, Rainbow, Golden, nó sẽ cho chúng ta tỷ lệ phần trăm cao hơn. Và có vẻ như chúng tôi cũng sẽ cho các bạn putting những cái con hill mà không có trong chế độ evolve. Cái điều này nó giống như là cái máy fishing machine á. Nhá lần nữa nha, đây chỉ là idea và có thể nó sẽ thay đổi trong tương lai khi mà ra mắt chính thức. Thì với hình ảnh minh họa ở đây chúng ta có nè, 4 con Heroic, 1 con Cuphead, lúc nào cũng phải chọn 5 con nha. Thì nó sẽ giống ta 80% ra con Heroic tiến hóa, cũng như 20% ra con Cuphead tiến hóa. Nói chung là cứ chọn 5 hươu, chắc chắn mình sẽ có một con hươu tiến hóa. Rồi còn cái này là chắc tuần này sẽ ra nè, sau khoảng tầm 2 tháng 3 tháng. Bây giờ trong game cho mình ra một cái trứng mới là hươu Sapphire Dog, làm cho game nó đa dạng hơn thôi, cho mới mẻ hơn thôi. Và một cái bài post vừa đăng cách đây tầm 1 tiếng trên mấy cái group Facebook họ share rất nhiều, đó chính là Hue Converter, đó chính là Heroatron, lấy cái point của nó để tạo ra một cái trứng hue miễn phí luôn cho bạn 100% ra hue, đúng không ạ? Thì hình ảnh này từ Developer Corner khá là bất ngờ với cái việc chúng ta dùng những con pet cấp độ event, và nhiều người cho rằng là cái việc này sẽ làm cho những con pet hue từ cái trứng Heroatron sẽ drop giá cực mạnh. Nhưng mà khoan các bạn coi chưa có kỹ rồi, cái dòng màu đỏ đỏ chỗ này nó ghi nè More Pet Required for a Hue Event Add, còn cái trứng hue này là Hue Machine nha mọi người, hoàn toàn khác nhau. Vậy nên nếu chức năng này ra mắt thì các bạn cũng sẽ dùng con máy Heroatron và dùng những con pet event để mở một cái trứng hue mới gọi là Hue Event Add. Còn Hue Event Add là gì phải chờ trong game nó list. Bên cạnh đó sẽ tốn nhiều điểm hơn. Ví dụ các bạn cho những con pet Lucille với cái trứng Hue Machine nè, tốn 100 point thì chúng ta sẽ có một cái trứng Hue Machine miễn phí. Thì biết đâu được, với lại cái trứng Hue Event Add này các bạn sẽ tốn 200 point. Tuy chúng ta kiếm được nó miễn phí nhưng mà phải tốn số lượng rất là nhiều nha. Hue Event Add là một cái trứng cho chúng ta luôn ra một con hue, nhưng nó hoàn toàn khác với lại trứng Hue Machine này. Nói các bạn đừng lo về cái việc giá trị của pet sẽ bị giảm. Thì ngoài ra khi mà bạn nâng cấp cái tài khoản của mình trong Discord á, nó cho mình thêm một cái nơi chat nè các bạn, rồi thêm một cái nơi cung cấp ID cho game. Rồi thì đó chia sẻ của mình quyết định sẽ tốn 4 đô một tháng, hơn 100 ngàn một tháng, nâng cấp tài khoản để thể truyền tải tới bạn những thông tin liên quan tới tựa game PX một cách sớm nhất. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.